Xin chào các bạn. Để chúng ta tiếp tục đồng hành trong cái dự án này thì chúng ta cần phải có một cái ví để chúng ta đựng tất cả những cái đồng token, những cái đồng coin mà chúng ta mua về và chúng ta kinh doanh. Thì đây là cái giao diện ví ở trên máy tính. Còn đa số thông thường là các bạn sẽ sử dụng ở trên điện thoại. Thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Thì ở dưới phần mô tả của video này, tôi sẽ để cái đường link để các bạn có thể download cái ví này về. Thì khi các bạn nhấn vào cái đường link đó, nó sẽ tự nhận là bạn đang sử dụng iOS hay là Android hay là trên máy tính. Thì bạn chỉ việc làm theo những cái hướng dẫn. Thì đối với Android thì nó sẽ xuất hiện ra một cái màn hình như thế này. Thì các bạn bấm vào phần cài đặt. Các bạn chờ một chút để nó tải về. Sau đó thì chúng ta bấm mở. Bấm tiếp tục hoàn thành. Nó sẽ xuất hiện ra một cái giao diện ví như thế này. Nếu như mà nó bị đổi sang một cái màn hình như thế này thì rất là đơn giản thôi. Bạn chỉ việc là bấm vào hình ngôi nhà này bạn nhé. Đó. Chúng ta sẽ bấm vào ngôi nhà. Thì nó xuất hiện ra một cái giao diện như này. Thì bạn bấm vào hình ngôi nhà tiếp theo. Ngôi nhà dưới này này. Đó, bấm vào. Thì nó sẽ xuất hiện ra cái ví. Như vậy là chúng ta đã đào cái ví này về thành công. Sau đây để sử dụng được cái ví này thì chúng ta sẽ cần phải bảo mật cho nó bằng cách là các bạn bấm vào là backup now. Sau khi bấm vào thì các bạn thấy ở phía dưới này nó có chữ là hiển thị cụm từ khôi phục. Thì các bạn bấm vào đó. Thì ở đây là 12 cái cụm từ khôi phục. Các bạn hãy chụp ảnh hoặc lấy một cái điện thoại khác bạn chụp vào, hoặc là bạn làm cách nào đó bạn lưu cái cụm từ khôi phục này lại để khi bạn mất ví thì bạn sử dụng cái cụm từ khôi phục này để bạn có thể lấy lại được ví của mình. Tiếp đến thì các bạn sẽ quay trở lại. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại. Sử dụng mật khẩu, chúng ta sẽ đặt mật khẩu cho nó. Bật mật khẩu. Chúng tôi sẽ đặt một cái mật khẩu ví dụ thôi để cho các bạn biết. Hưng 12 còng. Thì các bạn lưu ý nhé là cái độ mạnh an toàn này nó phải là mạnh nhé, nó phải xanh như này thì các bạn mới có thể thiết lập được mật khẩu thành công. Bấm mật tiếp để chúng ta rồi gõ lại cái mật khẩu phía trên. Hưng 12 a còng xong. Cập nhật. Ok. Back lại. Như vậy là chúng ta đã cập nhật xong cái mật khẩu cho ví. Bây giờ thì các bạn bấm vào hình ngôi nhà. Bấm vào ngôi nhà. Đây này ngôi nhà này. Đó. Các bạn bấm vào đó. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm những cái đồng token cho cái ví này. Thì ở đây các bạn thấy là cái BSX này, BSC nó đã có sẵn trên này rồi thì chúng ta sẽ không cần thêm nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ thêm những cái đồng cơ bản vào. Thì đầu tiên là bạn sẽ cần phải thêm cái đồng BNB để chúng ta làm phí giao dịch ở trên cái ví này. Thì các bạn bấm vào thêm. Sau đó thì bạn kéo lên này. Rồi, tìm kiếm token này. Mình sẽ tìm là BNB. Thì các bạn ở đây các bạn sẽ chọn là Binance Smart Chain nhé. Nó là cái này này. Chúng ta sẽ chọn đồng này. Thêm mới. Rồi, Android 2 này. Chúng ta sẽ bấm vào Android 2. Đó, như vậy là chúng ta đã thêm được cái địa chỉ ví BNB. Thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ sửa luôn từng bước một, chúng ta sẽ làm thật chậm thôi. Các bạn bấm vào BNB, các bạn sửa cái địa chỉ ví này, sửa tên của cái địa chỉ ví này. Mình sẽ đặt một cái địa chỉ ví là ví BEP20. Chính.
Tại sao lại là ví BEP 20? Bởi vì chúng ta đang sử dụng trên cái nền tảng là BEP 20 thay vì ERC 20 như thông thường. Thì chúng ta sử dụng cái BEP 20 này, nó sẽ phí chuyển của chúng ta, phí giao dịch của chúng ta nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ back lại. Tiếp tục chúng ta sẽ thêm những cái ví khác là BUSD. Tìm kiếm token này, đây, BUSD BEP 20 các bạn nhé. Chúng ta chọn BUSD BEP 20. Rồi chúng ta sẽ bấm vào là thêm mới. Rồi chúng ta lại chọn là ví BEP 20 chính. Tiếp đến này, chúng ta kéo lên này. Chúng ta thêm. Tiếp tục là USDT. Đây, USDT thì chúng ta sẽ thêm là đây, USDT BEP 20 các bạn nhé. Thêm mới. Vẫn là ví BEP 20 chính. Thêm này. USDT và BUSD để chúng ta mua cái đồng BSX và Redshift. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục thêm đồng ZC vào nữa. Thì chúng ta cũng sẽ chọn là ZC BEP 20. Thêm mới. Ví chính BEP 20. Như vậy là chúng ta đã thêm những cái đồng token cơ bản để chúng ta bắt đầu cuộc hành trình X100 của chúng ta. Rồi, bây giờ thì các bạn hãy bấm vào BNB. Sau đó thì bạn bấm vào dấu 3 chấm. Dấu 3 chấm như này. Ở đây nó có cái phần là hiển thị khóa bảo mật. Thì các bạn bấm vào cái hiển thị khóa bảo mật. Rồi nó sẽ đưa cái cảnh báo này. Rồi, tôi sẽ nhập cái mật khẩu của mình vào đây. Thì ở trước mặt của bạn nó là hình màu đen, nhưng mà khi các bạn nhìn thấy thì nó sẽ là một cái mã QR code cộng với một dãy những cái mã số và chữ số. Thì đây chính là cái private key của các bạn. Các bạn hãy lưu nó vào một cái nơi nào đó thật là an toàn. Bởi nếu như bạn làm mất cái private key này thì đồng nghĩa với việc bạn có thể bay sạch tài sản của mình. Bạn hãy hình dung như là đây là một cái khóa két, và người ta sở hữu cái khóa két này thì người ta có thể mở được két và lấy được tất cả những cái tài sản của bạn. Bạn hãy lưu nó lại. Chúng ta sẽ back nha. Các bạn có thắc mắc là tại sao những cái đồng crypto mà vừa nãy chúng ta đều chọn một địa chỉ không? Thì các bạn hãy tưởng tượng như là cái ví của chúng ta ấy, nó có một ngăn nhưng nó có thể chứa được rất nhiều những cái đồng tiền, ví dụ như là đô la Mỹ hay là Việt Nam đồng hay là Yên Nhật. Đấy, thì cái ví này cũng thế. Nó có thể chứa được tất cả hầu như những cái đồng token mà hiện nay đang có ở trên thị trường. Đấy, và các bạn có thể lựa chọn là ERC20 hay là BEP20. Như ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là BEP20 cho nó rẻ các bạn nhé. Như vậy là ở trong video này, tôi đã hướng dẫn cho bạn 3 bước cơ bản để bắt đầu với hành trình của chúng ta. Nếu bạn muốn mua, bán, nạp, rút các đồng coin về thì bạn cần phải có đồng BNB để làm phí. Bạn chỉ cần nạp 100k là có thể thoải mái sử dụng rồi. Nó giống như là khi bạn ship hàng ấy, thì bạn cần phải trả phí ship. Có hai cách để bạn có cái đồng BNB đó. Cách thứ nhất đó là bạn đăng ký tài khoản sàn Binance và mua trên đó. Cách này đối với người mới thì nó khá là phức tạp. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ở những video sau. Cách thứ hai đơn giản hơn đó là liên hệ trực tiếp với tôi theo link Telegram ở dưới phần mô tả của video. Ở video sau, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách mua các đồng coin và biến nó thành lãi suất khổng lồ nhé. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy comment xuống dưới hoặc join vào các cộng đồng của Major Capital để tìm hiểu thêm nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tiếp theo.